chứ thực sự thì cái gì của mình nó chưa phải là Phật đâu. Phật thấy là như vậy là như vậy, còn mình là như vậy để cho nó bớt buồn, bớt lo và bớt giận thôi. Giận con mình quá không biết sao, chợ vợ giận con quá biết cái chồng, chồng ơi em học Phật pháp rồi biết rồi, Phật dạy rồi, nó cứ nó coi đó.